Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Cho tôi hỏi rằng là khi người ta biểu đạt tình yêu, đặc biệt là ở nam giới, chúng tôi dùng một cái từ dân gian gọi là khi đi cưa gái, thì Phạm Hương là cái người ở đây chắc nhiều kinh nghiệm. Tôi chỉ hỏi Phạm Hương thế này thôi là theo bạn, cái cách cưa gái mà đối với bạn từ xưa giờ vẫn ấn tượng nhất là cái người đàn ông đó đã làm gì cho bạn nè? Sao anh lại hỏi em trái ngược thế? Ủa không lẽ em đi cưa ngược lại? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chơi cho em. Dạ, sao cưng? Cô bé lady lấp lắm. Bí quá. Hoa hậu thế giới mà. Có những cái rất nhỏ mà người ta làm như một viên kim cương chẳng hạn. Nó hơi khó nói hay sao? Không lẽ cả cuộc đời Phạm Hương không ấn tượng với một màn cua gái nào hết sao? Đúng chính xác, nhiều quá nhớ không nổi. Tha vậy, tha như vậy. Thưa quý vị, đẹp có quyền. Chú chồng xấu xấu như em nhớ liền à. Mỗi người đàn ông đều có một cái cách tán tỉnh phụ nữ riêng của mình. Và đối với dancer, cách tán tỉnh lãng mạn nhất là nhảy. Mời quý vị đến với cách tán tỉnh của Lộc Phương. Ngọc Anh là một cô bé hết sức là nhỏ nhắn, xinh xắn, hay cười đùa với mình ở trong lúc tập. Nhưng mà càng về những cái tuần sau thì là cái nụ cười nó không còn nữa, và thay vào đấy là những cái tiếng la hét. Cứ mỗi lần mà mình làm không được, Anh cứ đứng một chỗ và hét lên và bắt mình tập đi tập lại cho đến bao giờ được thì thôi. Nếu mà mình mệt quá mà mình có ngồi xuống thì Ngọc Anh sẽ lao thẳng ra và đấm mình. Người nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà đấm đau kinh khủng luôn. Bạn nhảy của mình rất là bận, cái khoảng thời gian cô ấy được nghỉ thì rất là ít. Vì thế mà tranh thủ những lúc mà chạy sân mà chưa đến lượt, cô ấy lại chui vào một góc và ngủ. Nhiều khi còn chả ăn được cái gì kịp. Và những lúc đấy mình cũng muốn đến gần và gửi những cái lời động viên là em có mệt không, hoặc là có ăn gì không thì anh mua. Mà mình vừa động với người một phát thì Ngọc Anh lại bật dậy là bắt mình đi ra tập. Thế là tôi chỉ biết là cố gắng tập để cho bài nhảy thật là tốt. Thì mình lại nhìn thấy Ngọc Anh lại cười tươi. Phố đông người qua xa lạ, nhìn em và muốn làm quen. Trái tim chợt nghe sao xuyến từ khi nhìn thấy em, nhìn thấy em. Quán đông người ta xếp hàng từ cửa vào đến quầy bar, biết bao chàng trai thơ thẫn nhìn em mà bỗng quên. Khi em mùa xuân vừa sang, nụ hoa thơm ngát giữa đồng mênh mang. Khi em là mây trời bay nhẹ tênh trong bút giữa mùa lay lay. Này là làn tóc buồn dài bờ mắt, giọng hát dịu dàng lời. Buffalo, Budali, boom, boom, lại gần bên anh. Skidali, Buffalo, Budali, boom, boom, lại gần hôn anh. Khi em là hương là hoa là, khi em là mây trời bay. Khi em là hương là hoa là mây trời bay giữa mùa lay lay. Giới trẻ dạo này khủng khiếp thật các em ơi. Ổn hết chứ hả? Ổn hết đúng không? À, hay quá. Một câu chuyện rất là táo bạo giữa công viên. Thưa quý vị, nếu yêu thích tiết mục này, soạn BN khoảng cách 05 gửi về 8369 và 3.000 đồng một tin nhắn. Hãy bình chọn cho Lộc Vương và Ngọc Anh. Rồi anh thấy sao? À, muốn so sánh với cái tuần đầu tiên em nhảy hip hop đúng không? Và anh nhớ anh nói với em là anh cần khi động tác của em sạch hơn, mạnh hơn, mượt hơn, chắc hơn. Và hôm nay
em làm hết cái điều đó. Chúc mừng em. Thì từ đầu đến giờ mình thấy cái sự tiến bộ của em, cơ thể thay đổi, động tác thay đổi. Giờ nói về cái bài, tại đây là top 4 quyết định ai sẽ vô chung kết top 3. Và cái bài này thì em làm được. Nó, em có cái swag trong cái bài này, cái cảm giác, cái thái độ nó rất là tốt. Và khi khách em với xoay giao lưu với nhau, anh cũng tin là hai bạn nhìn như người yêu. Nhưng nó chưa đã. Anh muốn một cái gì rất là bùng nổ hơn. Anh hơi, anh không biết cái cậu, không phải là thất vọng, nhưng mà cái bài này đối với anh nó hơi an toàn cho cái vòng này. Ừ. Yeah. Đúng, thằng con cũng có cảm giác như vậy. Có nghĩa là động tác cũng không phải là quá dễ, nhưng nó thực sự cũng không phải là quá khó. Đúng rồi, không phải là thất vọng, nhưng mà không phải là hào hứng, trung bình. Ừ. Còn Phạm Hương có nghĩ như vậy không? Khi mà em xem thì thấy rằng là wow, đây là một cái màn tán tỉnh rất là táo bạo. Anh này rất là gọi là cuồng nhiệt trong từng cái cách thể hiện của anh ấy trên sân khấu. Nhưng đúng là cũng giống như mà anh Hưng với cả anh John Huy thì tất cả mọi thứ nó đang ở cái mức là đều và bằng với nhau. Khi mà mình là một khán giả thì mình chưa tìm thấy được một cái khúc nào mình phải wow lên rằng là à, cái hip hop đó nó cho người khác thấy được cái sự bùng nổ trên sân khấu, mặc dù là bạn có một cái không gian rất là rộng ở trên sân khấu. Còn mọi thứ về âm nhạc, rồi về trang phục, về hai bạn rất là đẹp với nhau, và cái kết cuối cùng cũng rất Hương là thích được. Hương thích thế à, Hương thích ngấu nghiến Hương à, cứ cuồng nhiệt như thế là được. Phải cuồng nhiệt như thế chứ, anh Đam cũng vậy mà. Rồi anh nghĩ rằng là nếu mình chọn hip hop, nhiều bài hip hop lắm, sao lại chọn bài swing như vậy, làm khó tụi em rất là nhiều. Sở trường của Lộc Vượng là hip hop, và những động tác hip hop của em ngày hôm nay á, anh là thấy nó bị cản trở bởi swing. Nó không có rõ ràng cái thái độ mà hip hop nó đúng kiểu màu, nó thật là đã mạnh hơn. Trong khi em là tay nghề của em về hip hop rất là giỏi, anh hơi tức dễ sợ luôn. Và trong cái câu chuyện tụi em đưa ra là anh chàng này tán tỉnh cô này bằng khả năng nhảy múa của mình, nhưng hồi nãy là Ngọc Anh nhảy múa giỏi hơn, nhiều hơn. Cái lúc mà xoạc hay tẹt hay đá gì đó, Ngọc Anh trình diễn nhiều hơn là em. Tất cả mọi người không nghĩ riêng anh đâu, mà phải chúc mừng Lộc Vượng vì em đã có một cái hình thể, trời ơi, mơ ước, rất là mơ ước. Nhưng mà em ơi, đủ rồi, đừng có xuống nữa, không biết sao giờ luôn á. Nó sẽ uổng lắm luôn, sức khỏe nó sẽ phí về, vợ nhận không ra nữa. Tưởng thằng bé nào mới tới nhà mình. Nhưng mà anh yên tâm đi, bạn ấy về nhà em đã nói rồi, các cháu thiếu nhi sẽ ra đời. Đẹp quá, nói chung là một cô vợ không nhận ra được nữa. Soái ca về nhà. Đấy, em tin anh đi, em vừa bước tới nhà là thảm đỏ rước em từ cửa vô. Đó, yên tâm nha. Hôm nay là quá đẹp trai rồi. Thưa quý vị, sau bao nhiêu tuần lễ, ngày hôm nay tôi đứng kế bàn ấy, tôi thắp vòng quàng ấy gần như là gần nửa cái đầu. Mà tôi nghĩ là tôi cũng có một số ký dư đáng kể so với bạn ấy. Bây giờ chúng ta hãy xem điểm của bạn. Mời John. Tại mọi thứ em làm trong cái bài này em làm tốt, nhưng không có đã thôi đúng không? Không có đã thì anh phải làm theo cái đúng cái cảm giác của anh. Ờ. Yeah. Tám. Phạm Hương. Tám. Và anh nào? Tám. Thật sự ra cái điều này nó ngộ lắm. Có nghĩa là nhiều khi mình làm việc cũng cật lực, cũng không có gì sai, nhưng tại sao cái cảm xúc nó không đến? Như anh Hưng anh nói đúng, vào đến cái vòng thi nặng ký như vậy rồi, mình phải lựa chọn những cái loại âm nhạc mà nó mang cái chất đậm đà hơn một tí. Có nghĩa là nó không có gì sai, nhưng nó không đủ trọng lượng cho những vòng thi quyết định, mang cái tính quyết định như vậy. Hy vọng là các bạn sẽ rút được cái kinh nghiệm này. Điểm số cân nặng tôi chắc chắn sẽ làm cho cục diện thay đổi. Tại vì tôi thấy là bạn xuống cân rất là nhiều. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, điểm trung bình từ giám khảo sau 2 vòng là 8 điểm. Cân nặng cũ của Lộc Vượng là 67,6 kg. Đó là cân nặng thắng được MC 4 lạng. Còn bây giờ là 63,5 kg. Wow. Bạn xuống được 4,1 kg, tương đương với 6,1%. Oh really? Wow. Yeah. Điểm tổng của bạn là 14,1. Vượt trội. Oh my god. Không thể tin được. Thưa quý vị, Lộc Vượng đã minh chứng cho mọi người thấy rằng là tất cả là sự quyết tâm. Và tôi nghĩ bạn đã có được cái mình mong muốn. Đó là một cái cơ thể mới, một cái vóc dáng mới để chúng ta bắt đầu những ngày tháng yêu thương bản thân mình hơn. Bạn hoàn toàn có thể ước mơ là mình có thể đi thi Manhunt trong năm sau. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn Lộc Vượng.
Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.